Bên Phước Long ăn 25-21. Tí nữa mời đội bóng rồi. Điểm đầu tiên cho thị xã Bình Long. Hai năm mấy giải sao thấy bốn con trẻ vậy? Bằng tuổi ông Điệp à? Điệp ơi. Điệp. Bố của ông Khải thu ăn con tuổi à? Đội Bình Long đã giành lại được quyền thắng bóng. Đội Bình Long số 2-3. Đội điểm cho Phước Long 4-2. Thấy Phước Long này to. Đội điểm cho đường kèo giờ 600 đúng không 3-4 chắc ăn set này luôn. Đinh Quý vật liệu xây dựng Bình Dương. Ê, solo không bạn? Anh solo à? Nhẹ nhẹ thôi. Anh còn bây giờ còn chừa đồ má mấy thằng ông lô cao su đó. Rồi cái chỗ ba thằng cậu mua nhảy vô. Tôi để cho Bình Long 4-6. Lúc mà ăn 6-1 này 1 này nó cái hồng càng ra ngoài cái sao tôi ăn đấy. Đội điểm cho Phước Long 7-4. Màu thắng 7-4
đến cho thị xã Phước Long và Bình Long 5-7. Điểm cho Bình Long 7 đều. Chúng ta cho hai đội một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? 7 đều. Mắt trong tay. Giờ này cũng là đâm rồi. Bây giờ là Thế Hải và đồng duyên tuyển quốc gia. Xếp đầu bên thật ăn tỷ số 25-21. Đó đến cho tỷ số Bình Long 8 đều. Tu này dưỡng già. Mỹ đệ có 5 tuổi rồi đó. Không biết tên tôi là cũng chưa đủ thôi. Vô. Chào thầy Hải Idol nha. Hạch đen là vào đối thủ 2 sao dù dùng. Ok, có sung mưa. Hay quá. Điểm cho gác lại 18 hồi ý 8. Ok, cao số mưa nha. Và đội Phước Long xử lý trận thứ nhất ở cái đấu thứ hai. Má nhậu hết mồm thế rồi còn rồi nhậu tiếp hả? Anh lưới thấp thì hơi hứng mà đi khởi động thấy không? Khán giả của sân trung tâm rất là nhiệt như này. Cũng rất là để được xem các dàn sao bóng kim ở thời điểm rất nhiệt như này. Để cùng con đang sống trận đấu hết sức hấp dẫn để cho bà con. Cô bác ta về nguồn bóng đi về. Và đây là trận chung kết giữa thị xã Bình Long và thị xã Phước Long. Đúng rồi. Số 12 là Khải. Cầu nhân của tuyển Việt Nam nha. Cầu nhân tuyển Việt Nam đang chơi game về nha. Phá bóng là số 7 anh Kiên, chuyền hai bên đường xây dựng Bình Dương. Pha chắn bóng tốt của vô hồi lại. Ý thông biết tổng các cái đoạn tao chẳng dùng vô hồi lại. Má dùng hết cả số đóng phẳng. Đấy là khóa rồi chưa? Có ai hỏi anh em Đông Phú đâu tí tôi quay qua cho. Đấy. Điểm quá. Mời mời đều cho tình sẵn lắm. Anh em Đồng Phú đang ngồi đây nha. Giơ cái tay lên cái. Giơ cái tay lên cái. Tu nhanh giúp vô. Đó. Ở đây. Điểm cho Bình Long 12-11.
có được dạ. Đấy còn mày đây rồi, chạy đâu nữa mà. Tại thủ sát đi em. Quay đầu là thủ kiểu khác đi em. Bông mỏng á. Điểm 14, 13. Má cái là bông mỏng anh đi phải thủ lừa em ơi. Rồi mọi người nha, có lỗi kỹ thuật. Yếu quá nên thoát ra cho mọi người. Vô lại đi anh em ơi. Ăn luôn đi là mệt. 15-13. Để quay ba cái pha thì anh điểm ta thủ được à. Bấm cái mỏng cái. Tôi Bình Long sẽ hỏi lý. Lần thứ nhất ở sân đấu Sơn Hà. Mình kia là khác ơi. Cái bánh nó tròi ngược lại cái lưỡi hả? Chạy là bắt cam chín rồi. Tao tưởng cái bắt bột sụ quá. Cái gì? Ok anh công con mà nó mất tiền. Đấu với tỷ số là 15-13. Đấu ngoài đổi điểm cho thị xã Bình Long 14-15. Các quý vị khán giả đang được đón xem trực tiếp lần thi đấu chung kết giải bóng chuyền truyền thống thị xã Phước Long nhằm chờ mừng 6 tháng 1 năm 2024 giữa hai đội thị xã Bình Long và thị xã Phước Long. Chắc cũng sẽ ba rồi. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, đội thị xã Phước Long đã với tỷ số 1 cộng. Nhưng mà sẽ bán đến 25 mà. Và ở hiệp thi đấu thứ 2 là tỷ số hiện đang là 16-15. Cơ Kéo thẳng qua luôn. Bỏ đô kê. Ôi kiểu này đang thăng lúc nào mà sao một cái cái đó sẽ vô lưới. Đều có bóng mà đặt cho em cái ông đặt. Không nên cãi không? Máy này không? Quá rùng kinh. Tại biết không? Cái điện thoại của em là nó đã mặc định là đã có 80/16. Xài lố quá rồi. Quá dính luôn. Điểm cho thị xã Phước Long 18-16 rồi. Khang mà phát ăn cái này nữa là 19 rồi. À, 19 rồi. Úi trời đâm. Anh thật thích đánh mấy cái đó mà. Điểm cho thị xã Phước Long 16. Khang chuyên đề về. Khang chuyên đề về. Chất điểm 3 điểm. Liệu thị xã sẽ có chiến thuật để giúp các tỷ số và sẵn sàng. Đóng ngoài điểm cho Phước Long 20-16. Có gì kết bạn con tìm mà đòi. Nhớ, muốn lấy nhỏ
đâu thì tôi cho mình tiền. Khổ mấy thằng đẹp tôi mượn mấy khổ quá. Tôi giả sáng sáng thì thôi, tôi khổ hơn nữa. Tối điểm cho thị xã Bình Long 17.000 đồng. Một ai chả biết Bùi Văn Mộc là mà ý là ý chỗ nào của Bùi Văn Mộc ấy. Hả? Và con dân công của số 7 Bạn Hồng điểm rồi bây giờ anh chú biết thằng Thanh mới chưa bây giờ Thanh mới kỳ đấy thằng đó mới bị kém này à điểm cái này chưa lần hả cái này nó lần dám cái mặt mấy hả dám hết người nè sâu không sâu không hả ông chủ nhỏ nữa, phanh mấy cưa đâu đấy nữa. Rất tốt. Hôm nay muốn đi rút tiền, kém thằng sư phụ. Trường Trắng Bông. Đồng viên đấy, đồng viên. Mã sai cho bạn. Dạ. Bắt đâu mấy nhiêu? Đối điểm cho thị xã Bình Long em 19-21 em có 1m52 cái thằng đó cả 18 luôn nữa 15-76 à có 1m60 bằng nhau bắt cao em tí ngoài điểm 19. Ok, có thay thế thầy Cương luôn. Thiếu thầy Hải thôi. Thầy thế mặc áo vàng nha. Thầy Cương đang bắt nha. Rồi xong. Còn 23-19. 23-19 rồi mọi người, chắc còn 2 điểm nữa là kết thúc giải đấu. Kết thúc giải đấu. Phước Long. Dự cúp. Có thể là sang năm mang cúp này ra lên tiếp. Mua thêm huy chương thôi. Đây, chuyền hai đỉnh. Cầu thủ hay hay. Cho. Vậy là gió lười thấp. 24-19. Sau trận đấu này, bao giờ tay mà còn hùng mắt. Mấy ông nội giờ tay đang đùng tiền. Bao luôn kia đấy, kết. Bao kia, tay cuối. 24. Tháng 4 bao kia đấy. 24 rồi. Kết thúc mọi người. Hết. Chiến thắng thuộc về Thạch Đen và những người bạn. Điểm cho thị xã Bình Long 20-14. 20-14. Lên. Nhanh. Ai đánh giờ đánh. Đấy à, đi hay đâu cũng đều bắt đầu. Wow. Không có bắt lưới luôn. Kết thúc. Chiến thắng thuộc về Phương Long.